Thưa quý vị, và sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao cúp cho các đơn vị có thương hiệu tiêu biểu của top 50, top 20 và top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2020. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12-13, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. Và trân trọng kính mời ông Hoàng Ngọc Bưởi, nguyên Vụ trưởng Vụ 2 Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng lên sân khấu để trao chứng nhận và cúp cho đại diện các doanh nghiệp. Xin mời ông Phạm Tiến Đạt, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Kiến trúc Xây dựng và Thương mại ACC&T với thương hiệu ACC&T. Trải qua nhiều năm phát triển hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và quy hoạch kiến trúc, quản lý dự án đầu tư, tư vấn thiết kế và thi công xây dựng, ACC&T đã góp phần tạo ra môi trường và không gian thiên nhiên mới, thỏa mãn yêu cầu sản xuất sinh hoạt đời sống của con người, cả về vật chất lẫn tinh thần.